Đây là video tuyển mộ mới nhất của IS nhắm mục tiêu vào vùng Balkans, khiến các giới chức châu Âu lo lắng. Nó thúc giục người Hồi giáo thoát khỏi rắc rối trong cuộc sống của họ bằng cách gia nhập với những phần tử cực đoan chiến đấu ở Syria. Ayman Din là một cựu thành viên của Al-Qaeda đã quay lưng lại với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Có những video lôi cuốn những người có máu phiêu lưu vì nó cho thấy những trận đánh, cảnh xông vào doanh trại kẻ thù và mọi thứ như vậy. Nên cơ bản là bạn nhìn thấy vinh quang, nhìn thấy hành động. Nhiều người đã đi tới Syria và trở về nói rằng vinh quang đó chẳng kéo dài được lâu. Chúng tôi gặp một người lấy tên giả là Amir ở thủ đô Pristina của Kosovo. Anh tham gia một trong những lực lượng dân quân Hồi giáo, chiến đấu chống lại lực lượng của Tổng thống Assad. Tôi không phủ nhận yếu tố tôn giáo, nhưng lý do chính là con người. Tin tôi đi, tôi nói thật lòng. Tôi không màng chuyện người không phải là người Hồi giáo chiến đấu chống lại Assad. Đối với tôi, khi bạn thấy sự đau khổ như thế, bạn phải làm điều gì đó. Kosovo có dân số trẻ. Một nửa dân số nước này dưới 25 tuổi. Tỷ lệ người trẻ tuổi thất nghiệp thì cao, khiến nước này trở thành mảnh đất màu mỡ cho những nhóm như IS tuyển mộ. Ông Skender Pateshi thuộc Trung tâm Kosovo Nghiên cứu An ninh cho biết hơn 200 người Kosovo đã đi tới Syria. Một lý do công dân Kosovo tham gia cuộc xung đột ở Syria cũng là vì thiếu hệ thống giáo dục ở Kosovo. Bởi vì hệ thống giáo dục ở Kosovo và ở khu vực này rất kém và không được chuyên nghiệp. Amir là trường hợp bất thường. Được học hành tử tế, anh nhanh chóng vỡ mộng vì những gì anh nhìn thấy ở Syria. Tôi đã nghĩ là sẽ nhìn thấy một tình hình có tổ chức với phương thức giải quyết vì con người. Ngược lại, có những vụ đụng độ giữa những nhóm đối lập khác nhau. Họ dành nhiều thời gian đánh nhau hơn là chống lại nhà độc tài Assad. Vì vậy, tôi quyết định tôi không muốn tham gia chuyện vớ vẩn này nữa. Nhưng khi anh trở về nhà, anh bị bắt và bị buộc tội tham gia một tổ chức khủng bố. Tôi bị cấm không được đi tới những nước Liên hiệp châu Âu trong vòng 3 năm. Tôi không có hộ chiếu, cảnh sát thu giữ hết tất cả. Tôi đã đánh mất rất nhiều cơ hội tiếp tục việc học của tôi. Tôi mất 3 học bổng vì chuyện này. Ngay sau khi trở về, anh hay tin thủ lĩnh lực lượng dân quân của anh đã bị giết trong khi đánh nhau với một trong những nhóm đối lập khác. Anh đã nhận được những lời dọa giết từ những nhóm phiến quân khác. Và bởi vì những vấn đề pháp lý của anh không thể tìm được việc làm. Đối với những ai nghĩ tới chuyện đi tới đó, tôi sẽ nói điều này không thể chấp nhận được về mặt tôn giáo. Bạn chỉ gây thêm hại cho người Hồi giáo mà thôi. Thông điệp của tôi là hãy cứ ở nhà, cứ giúp gia đình và đất nước của bạn đi đã.